Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 thành phố 96, giải 8 Đồng Tháp 68, giải 8 Cà Mau 74 và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Giải đặc biệt thành phố 605-423, giải đặc biệt Hồng Tháp 336-216, giải đặc biệt Cà Mau 607-315. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.